Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về Học viện Quản lý Singapore SIM. Và công ty Tân Đại Dương thì hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường SIM tại Việt Nam. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Và nhân đây thì Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn Học viện Quản lý Singapore SIM như sau. Trường SIM là nơi cung cấp các giải pháp lớn và toàn diện về đại học tư nhân cùng cơ sở đào tạo chuyên nghiệp tại Singapore. Học viện này còn được biết đến với tên là SIM Global Education, gồm 4 phần nhánh là SIM Global Education, Đại học Tư thục SIM, SIM Professional Development và SIM Membership Service. Thì SIM được thành lập vào năm 1964 bởi Tổng cục Phát triển Kinh tế của Singapore và là nhà cung cấp giáo dục và đào tạo hàng đầu tại Singapore. SIM cung cấp nguồn nhân lực có năng lực cao tại các tập đoàn kinh tế lớn ở Singapore và trên toàn thế giới. Trường SIMGE thì cung cấp 50 chương trình từ diploma, cử nhân, sau đại học với nhiều ngành nghề như là kế toán, kinh doanh, truyền thông, tài chính ngân hàng, khoa học xã hội, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng và hậu cần, với các kỳ nhập học vào tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 8, tháng 10 hàng năm. Đối tác đào tạo của SIMGE bao gồm các trường danh tiếng như là Đại học Wollongong và Đại học RMIT và Đại học RMIT của Australia, Đại học London, Đại học Birmingham, Đại học Sheffield, hoặc Đại học Warwick, hoặc là Đại học Warwick của Anh Quốc, hoặc là Đại học Buffalo thuộc Đại học Công lập New York ở Mỹ, hoặc là Viện Quản lý Khách sạn Quốc tế Thụy Sĩ, v.v. Thì hiện tại SIM đang cung cấp chương trình thạc sĩ về khoa học chuyên ngành. Hiện tại thì SIM đang cung cấp chương trình thạc sĩ khoa học chuyên ngành về kỹ sư quản lý kinh doanh và chuyên ngành về hậu cần logistics. Thì chương trình này được kết hợp đào tạo bởi trường đại học Warwick của Anh Quốc và Học viện Công nghệ Sản xuất Singapore SIM Tech. Thì với bề dày hơn 45 năm thì SIMGE hiện có khoảng 25.000 sinh viên đang theo học tại trường, trong đó bao gồm gần 2.500 sinh viên quốc tế đến từ 45 quốc gia khác nhau trên thế giới. SIMGE thì được biết đến như là một trong những học viện tư thục lớn nhất ở đảo quốc sư tử cũng như là khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó thì không chỉ là trường lớn, đông giảng viên, sinh viên mà SIM còn liên kết với nhiều trường đại học danh giá của Anh, Mỹ và Úc. Và SIMGE cũng là một trong số các trường tư thục đầu tiên được nhận chứng chỉ EduTrade 4 năm do Hội đồng Giáo dục Tư thục của Singapore cấp bằng. Và cùng với những cống hiến và nỗ lực hết mình thì trường SIMGE đã nhận được những giải thưởng như là trường tư thục tốt nhất ở Singapore theo Asia One People's Choice Award năm 2013. Và SIMGE đã nhận được giải thưởng này trong suốt 5 năm liền là từ năm 2008 cho tới 2013. Và để được hỗ trợ thủ tục hồ sơ, cập nhật học phí mới nhất của trường SIM, SIMGE thì các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, đó là công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm làm hồ sơ và tư vấn du học tại Singapore. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Hoặc các bạn cũng có thể gọi điện thoại tới số 0838382080 hoặc là 0838484879. Hoặc các bạn có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.